Chỉ có 600.000 đồng một cái, bát 40, bát 40 anh em nhá, côn 76 từ 17, từ 17. Dòng xương nhôm mà nói nhá. Côn lớn côn 76 dòng xương nhôm và từ 170 gân vải màng giấy. Dòng xương nhôm nhá, xương nhôm mà thôi tử tế. Anh em mình chơi con này thì lắp cho những cái loa kéo, loa tủ kéo giá rẻ, anh em mình lắp sẽ làm cho con lời. Hiện anh em là chuyên lắp là để bán đấy. Một cái có 600.000 thôi và cộng thêm 100 mà ship nữa là 700. Còn anh em đến nhà mua là chỉ có 600. Và một đôi là 1.200.000 và 1.350.000 đồng bao ship toàn quốc. Anh em lý rằng những cái dòng bắt 40 thì bên mình mua anh em cọc cho độ 100.000 nhé. Mua cọc cho 100.000 mình sẽ gửi. Từ trước nay rồi, mình bắt 40, anh em mua phải cọc. Nhất là những hàng thanh lý như này thì anh em cần phải cọc thôi, giá giảm quá sâu rồi. Có 1.200.000 thôi. Đó. 1.200.000 tại nhà, 1.350.000 bao ship, 1.350.000 bao ship anh em nào quan tâm để về dựng mới thay thế cho những chiếc loa mà anh em mình có nhu cầu dùng không quá lớn thì bọn này cũng rất chất lượng nha, rất chất lượng. Mình có những bài test trước rồi, nhưng khá lâu rồi. Hôm nay bên mình cũng định test nhưng do mất điện, đang dùng điện ắc quy nên không có dàn máy để test. Nếu đoạn sau thì mình sẽ test nhạc sau. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này để được tư vấn và mua bán điện thoại trực tiếp cho bên mình, để được tư vấn và mua bán nhé anh em nhé. Số điện thoại để cho Thanh tiêu đề. Chào anh em.